Kéo xương bờ vai, kích hoạt cơ lưng hay vươn cao ngực đều là những cụm từ chung chỉ cho chuyển động scapular retraction. Về tập luyện, scapular retraction nó không chỉ giúp tạo một cái nền, một cái bệ phóng vững vàng để giúp chúng ta có thể tập những bài tập đẩy mạnh hơn, khỏe hơn, và thậm chí nó giúp các bạn cảm thấy cơ tốt hơn, đặc biệt là các bạn tập những bài kéo, bài row liên quan đến lưng trên của các bạn, mà thậm chí ở các bài có nhiều áp lực dồn lên cơ thể chẳng hạn như squat hoặc là deadlift. Thành thạo được việc kéo xương bờ vai kết hợp với gồng có sẽ liên kết toàn bộ phần thân trên của các bạn thành một khối vững chắc, giúp các chuyển động này không những an toàn mà còn mạnh hơn rất nhiều. Khi mà chúng ta lúc nào cũng sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi, chúng ta đều sẽ gù lưng, cúi lưng và để cho cơ thể thoải mái nhất có thể. Chính động tác scapular retraction này nó sẽ cải thiện một phần vấn đề về gù lưng của bạn, giúp cho các bạn có thể tư thế đứng thẳng hơn, và ngẫu nhiên điều đấy làm cho các bạn tăng chiều cao lên tận 2-3 cm đấy.